mà từ đó người ta sẽ đi theo một cái nét văn hóa đó để xây dựng doanh nghiệp ngày một lớn mạnh hơn nữa. Vâng, bàn về cái văn hóa của doanh nghiệp thì chúng ta có rất là nhiều cái khía cạnh. Thế nhưng mà cái văn hóa của doanh nghiệp thì nó là văn hóa của những con người trong cái tổ chức đó. Và bao giờ cũng vậy, văn hóa ban đầu thì bao giờ cũng bắt đầu từ các nhà lãnh đạo. Thì với vai trò là các nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp thì tôi cho rằng cái việc... Chào đón tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Phạm Thành Long. Và lời đầu tiên xin cảm ơn luật sư Phạm Thành Long đã dành thời gian đến với chương trình. Cảm ơn nhà báo Quốc Minh, xin chào khán giả của kênh YouTube Phạm Thành Long. Vâng, và chúng tôi cũng xin lỗi luật sư một điều là đã dành lấy mất một chút thời gian nghỉ ngơi của luật sư để cùng tham gia vào chương trình này. Và thưa quý vị vừa nhìn thấy tôi sử dụng hai ngôn từ hết sức bình thường trong cuộc sống. Xin cảm ơn luật sư và xin lỗi luật sư đã dành chút thời gian này. Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa luật sư, lời xin lỗi và cảm ơn dường như là nó luôn có sẵn trong mỗi người và nó thường nó trực sẵn ở trong cửa miệng của mỗi người, nhưng thực tế trong cuộc sống của chúng ta thì dường như đây là hai cái ngôn từ hiếm gặp thì phải. Còn tôi cho rằng là do thói quen thôi, tức là ở trong một số cái nhóm người thì cái việc này nó rất là phổ biến và nó rất là đơn giản, nhưng mà trong một số cái người khác thì lại là đây là một cái việc khá là khó khăn, thì nó tụ thuộc vào cái việc là chúng ta đang có những cái thói quen trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta nhìn về cái văn hóa phương Tây ý, thì thường dư là cái từ ví dụ như là sorry, excuse me, đó là tiếng Anh. Và còn tiếng Pháp là pardon hoặc là excusez moi. Đấy, thì tức là họ luôn luôn là xin lỗi một cái gì đó, họ là cảm phiền một cái gì đó khi người ta nhờ vả một ai đó hoặc là người ta nhận được một cái gì đó. Nhưng mà đối với người văn hóa Á Đông của chúng ta, theo anh thì lý do vì sao người ta khó nói những cái ngôn từ như vậy? Trong cái video trước chúng ta đã nói về cái gọi là các cái tầng nhận thức. Thế thì đây thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đang là một con người ở cái tầng vị kỷ, tức là cái tôi nó quá lớn ý, thì lúc đó cái chúng ta là cái rốn của vũ trụ, chúng ta là cái trung tâm của vũ trụ, cho nên cái việc mà chúng ta phải hạ mình làm cái điều gì đó với ai đó là làm cái việc khó khăn. Thì trong cuộc sống ở đây, khi mà chúng ta bắt đầu nâng cao được cái nhận thức của mình lên đến ở tầng cái nhận thức cao hơn là vị chủng, tức là tất cả vì mọi người, thế thì bất kể một cái việc gì mà khi mà chúng ta lấy đi của người khác thì chúng ta đều gọi là đang gây một cái điều phiền toái cho họ. Cho nên là chúng ta trước khi mà chúng ta làm cái điều phiền toái, chúng ta thường hay nói là xin lỗi. Có thể cái điều đó gây phiền toái, và sau khi mà chúng ta nhận được một cái gì đó từ người khác, một cái ân huệ gì đó, từ một cái điều gì đó, điều tốt đẹp mà người khác mang lại cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nói là cảm ơn. Thì cái chuyện này là cái chuyện rất là bình thường, do nó sự khác biệt về những cái tư duy, những cái tầng nhận thức như vậy. Rồi chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng là khi mà chúng ta càng có cái nhận thức cao hơn như vậy thì chúng ta càng dễ dàng làm điều này hơn. Thì ở trong một số cái đạo lý thì chúng ta hay nói rằng là bỏ cái tôi mình đi. Thì đây chính là cái chỗ này, cái tôi lớn thì mình khó làm cái điều này thôi. Chứ ở đây cũng không có yếu tố văn hóa gì cả. Tôi vẫn biết rằng có những người rất dễ dàng nói xin lỗi cảm ơn, và có những người thì cái điều này có rất là khó khăn. Vâng, và dường như cái lời nói xin lỗi và cảm ơn đấy chúng ta cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà trong kinh doanh thưa anh, thông thường là những cái doanh nhân mà họ đạt đến một cái thành công nhất định nào đó thì dường như đây là một cái nét văn hóa của chính họ, đúng không ạ? Vâng, tôi cho rằng là không chỉ doanh nhân mà ai cũng vậy thôi. Trong cuộc sống khi mà chúng ta đạt được cái thành công thì không phải là do chúng ta đạt được thành công mà chúng ta làm cái điều đó, mà nói đúng cách đơn giản hơn ấy là do chúng ta đã đạt đến một cái trình độ nhận thức nhất định. Chúng ta có một số cái quy tắc ở đây, chúng ta gọi là quy tắc vàng chẳng hạn, là chúng ta sẵn sàng làm cho mọi người những cái điều mà muốn người khác làm cho mình, và ngược trở lại là quy tắc bạch kim là chúng ta sẵn sàng làm những cái điều cho người khác nếu như người khác muốn cái điều mà chúng ta làm đó. Thì như vậy là bình thường thì chúng ta muốn là gì ạ? Chúng ta chỉ muốn làm cái điều mà chúng ta muốn làm. Thì nhận thức cao hơn một chút là chúng ta làm cái điều cho người khác mà khi ta muốn người khác làm cho mình. Còn cao hơn bậc nữa là ta làm cái điều đó cho họ bởi vì họ muốn cái điều đó. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ở các cái tầng nhận thức cao hơn khác nhau như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là ban đầu chúng ta chỉ nghĩ đến mình, cho nên bất kỳ cái điều gì chúng ta làm là đúng cả, cho nên đâu cần phải nói xin lỗi hay là cảm ơn người khác nữa. Nhưng mà cao hơn một chút chúng ta nhận thấy rằng là mọi người trong cuộc sống đều có sự tương tác với nhau. Khi chúng ta làm một cái điều gì đó tốt, khi chúng ta làm được một điều gì đó thì chúng ta luôn cần cái sự giúp đỡ người khác. Và khi ai đó chuẩn bị giúp đỡ thì tức là chúng ta đã lấy đi một không gian, chúng ta lấy đi một cái khoảng trống nào đó, thời gian, không gian hoặc các nguồn lực, thì chắc chắn là chúng ta đã làm phiền họ, cho nên chúng ta phải có cái lời nói xin lỗi trước khi chúng ta thực hành. Và khi mà chúng ta ai đó đã giúp đỡ mình, ai đó đã chuyển cho mình một cái năng lượng, ai đó đã chuyển cho mình một nguồn lực, một cái sự giúp đỡ nào đó, thì chúng ta nói lời cảm ơn. Cái chuyện này là bình thường. Ở đây thì tôi cho rằng là không phải do thành công mà có cái điều này, mà đây là những cái thói quen thông thường do cái nhận thức của những người thành công họ tạo ra cái điều này. Vâng, và nó còn thể hiện một cái nét văn hóa của chính bản thân cái người nói ra được ngôn từ đó. Dạ vâng. Và thưa anh là thế này, trong cuộc sống, đặc biệt là khi cha mẹ thường là cái tấm gương phản chiếu của cho con cái, và đặc biệt khi cha mẹ mà đã thực hiện được những cái điều mà chúng ta vẫn đang nói là nó rất là bình thường, đúng không ạ? Khi người ta định hình được thế thì rõ ràng đây là một cái điều mà sẽ rèn giũa được cho con cái mình những cái điều hết sức tuyệt vời về sau này cho những đứa con, đúng không ạ? Vâng, tôi cho rằng là cái việc mà con cái chúng ta ấy, thì cũng có thể là nghe lời, nhưng mà thường thì chúng học thông qua hành vi của cha mẹ. Cho nên là khi cha mẹ có được những điều này thì con cái cũng sẽ dễ dàng học theo cái điều này. Quay trở lại với những cái nhà kinh doanh bán hàng, khi họ cảm ơn những khách hàng đến với họ dù mua hàng hay không mua hàng, hoặc là khi họ
xin lỗi khi mà bản thân doanh nghiệp của họ, hàng hóa của họ chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đấy cũng chính là một trong những chiêu thức để làm sao khách hàng nhớ đến họ và gắn bó với họ, có đúng không? Tôi cho rằng là trong cuộc sống của chúng ta thì cái việc bán hàng hay việc kinh doanh nó cũng là xây dựng mối quan hệ. Mà trong kinh doanh hay trong marketing là chúng ta xây dựng mối quan hệ với một cái tập hợp khách hàng, một cái tập nhóm người nhất định nào đó. Thì đây cũng vẫn là quan hệ con người với con người thôi. Mua bán thì vẫn là quan hệ con người với con người. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta không đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì chúng ta xin lỗi là chuyện rất bình thường. Và khi khách hàng mua hàng của chúng ta, cho chúng ta một cái đặc ân, cho chúng ta một cái khoản tiền, thì chúng ta cảm ơn khách hàng là cái chuyện cũng rất là bình thường. Cho nên là chúng ta có những ngày như ngày hội khách hàng, chúng ta có những ngày tri ân khách hàng, hay là những cái dịp Tết lễ Tết này chúng ta tri ân khách hàng là chuyện rất là bình thường. Thế thì đấy cũng là một cái lời cảm ơn. Thế cho nên là ở đây chúng ta thấy cái chuyện là xin lỗi hay cảm ơn thì nó cũng là một phần trong cái nét kinh doanh, và kinh doanh cũng chỉ là một phần của cuộc sống, cho nên cái chuyện mà xin lỗi hay cảm ơn trong kinh doanh thì cũng là một chuyện bình thường. Vâng, tại sao chúng tôi lại đề cập đến hai ngôn từ xin lỗi và cảm ơn? Bởi vì như quý vị biết, trong suốt những thời gian qua, ngay cả chính phủ Việt Nam cũng thế thôi, cũng đã mong muốn xây dựng một cái lối sống hết sức văn hóa, đó là biết xin lỗi, biết cảm ơn, biết cảm phiền với tất cả những người mà khi mình đã phiền phức đến với họ. Như vậy thì để thể hiện một cái nét văn hóa rất là tuyệt vời. Và thưa luật sư Phạm Thành Long, nói về lời xin lỗi và cảm ơn như vậy thì rõ ràng là trước đây thì chúng ta thấy ít trong cuộc sống lắm. Có thể chúng ta là quên đi mất một cái phần nào đó của cái phép lịch sự. Vâng, của một cái phép lịch sự. Trong cái cuộc tọa đàm ngắn ngủi ngày hôm nay thì luật sư, phải chăng là cái thái độ trong cuộc sống, cái thái độ của một doanh nhân, nó chính là góp phần xây dựng một nét văn hóa của một doanh nghiệp, mà từ đó người ta sẽ đi theo một cái nét văn hóa đó để xây dựng doanh nghiệp ngày một lớn mạnh hơn nữa? Vâng, bàn về cái văn hóa của doanh nghiệp thì chúng ta có rất là nhiều cái khía cạnh. Thế nhưng mà cái văn hóa của doanh nghiệp thì nó là văn hóa của những con người trong cái tổ chức đó. Và bao giờ cũng vậy, văn hóa ban đầu thì bao giờ cũng bắt đầu từ các nhà lãnh đạo. Thì với vai trò là các nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp thì tôi cho rằng cái việc mà chúng ta muốn thực sự xin lỗi được hay chúng ta thực sự cảm ơn được ai đó trong cuộc đời này thì đấy chính là cái nhận thức của chúng ta, là nhận thức vì bản thân mình. Ta từ nãy giờ ta gọi là vị kỷ đấy. Nếu chúng ta chỉ vì bản thân mình thì cái lời nói xin lỗi hay cái lời nói cảm ơn là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu chúng ta sống trong một cuộc sống này là vị chủng, tức là vì tất cả mọi người xung quanh chúng ta, vì những người giống chúng ta, vì những người gần gũi chúng ta, thì cái việc xin lỗi và cảm ơn này nó trở nên rất là bình thường. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta bắt đầu quan tâm đến quyền lợi, giá trị sống hay là cách sống hay phong cách sống hay là tất cả những gì đó thuộc về những người khác, thì bất lúc đấy chúng ta mới nhận thức rằng là một cái hành động của chúng ta luôn ảnh hưởng người khác. Một cái hành động của chúng ta là có thể tác động đến cuộc sống của người khác. Cho nên là nếu chúng ta làm phiền họ, chúng ta xin lỗi. Còn nếu mà cuộc sống của chúng ta mà luôn luôn kế thừa được cái sự thành công của những người khác cho thành công của chúng ta, thì chúng ta biết ơn cái điều đó. Tôi hay nói là biết ơn để nhận được nhiều hơn. Cho nên là cái việc mà xây dựng một cái văn hóa cho doanh nghiệp thì nó bắt đầu từ các nhà lãnh đạo. Và trong cái việc văn hóa này thì nó là nâng cao nhận thức vị kỷ sang vị chủng, lo lắng cho những người khác. Và khi chúng ta nhận thức được là chúng ta đang lo lắng cho cả những người khác, thì lúc này cái việc xin lỗi và việc cảm ơn nó như một phần tất yếu, nó là gần giống như là một cái phần hệ quả của cái việc nhận thức này. Nên là lúc đó chúng ta cũng thấy rằng là nó đến từ trong lòng của chúng ta, chứ nó không phải đến từ những cái đầu hay là chót lưỡi đầu môi của chúng ta. Vâng, những lời chia sẻ vừa rồi của luật sư diễn giả Phạm Thành Long cũng đã góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của hai ngôn từ hết sức đơn giản: xin lỗi và cảm ơn. Bởi vì đây không chỉ là thể hiện một cái nét văn hóa của một con người, mà nó còn khẳng định một cái giá trị mà sẽ đem đến cho tất cả mọi người trong cộng đồng, cũng như đặc biệt đối với những doanh nhân, những doanh nghiệp, họ cần phải biết xin lỗi và cần phải biết cảm ơn đối với những người đã đem đến cho họ những lợi ích, những giá trị, và khi chúng ta còn chưa đem đến cho cộng đồng những giá trị lớn hơn như mong muốn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn luật sư Phạm Thành Long đã dành thời gian đến với chương trình này. Và các bạn hãy comment về quan điểm của các bạn về lời xin lỗi và cảm ơn đối với chính cuộc sống của mình. Và chúng tôi đang chờ đợi những comment này. Đừng quên chia sẻ, like cho tất cả những người trong cộng đồng của chúng ta về video này cũng như video khác của luật sư diễn giả Phạm Thành Long. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.